Chào các bạn, mình đang làm món tekamiso như thị đây. Tekamiso là một cái món ăn dưỡng sinh rất tốt cho sức khỏe. Bao gồm là thành phần có nhu bàng, cà rốt, củ sen, gừng, tương miso, dầu vừng. Các nguyên liệu được rửa sạch, thái nhỏ hoặc xay, xào trên chảo gang và với dầu vừng, xào rất là lâu và nhỏ lửa. Khi cho các thành phần nguyên liệu mình thấy nó săn, ăn nó có vẻ dai và ngọt. Đây là chảo tekamiso. Hiện chưa cho miso và chưa cho dầu vừng. Đấy, có chỉ có củ nhu bàng, củ sen và củ cà rốt được xào với dầu vừng. Mình xào từ hôm qua. Được một lúc, hôm nay mình xào tiếp. Nguyên liệu cũng đã bắt đầu săn. Thì mình sẽ cho tiếp là đây là gừng tươi để cả vỏ, rửa sạch, thái nhỏ, mình xay. Các bạn mình dùng nhiều, làm nhiều nên mình xay. Các bạn có thể là thái băm thật nhỏ, bạn xào với dầu vừng cho nó chín và nó cũng săn lại các nguyên liệu của gừng này. Nó được săn lại thì mình sẽ đem trộn vào với chảo nguyên liệu mình đang làm tekka. Gừng tươi xào với lại dầu vừng trộn vào với tekka, trộn vào với chảo nguyên liệu làm tekka. Tiếp đến là mình trộn với miso. Đây là bát miso, tương miso lâu năm, sản xuất năm 2014. Đến nay là 6 năm rồi. Miso để càng lâu thì cái lượng đạm càng rất là tốt. Nó thành là một cái kháng thể, kháng sinh tự nhiên. Và có những các loại axit amin mà ngay cả những cái loại thịt động vật không có. Đây mình đang cho miso vào. Các bạn chú ý là khi đảo làm cái món tekka này á thì phải thật nhỏ lửa đủ để nó sôi nhẹ và đảo đều để không bị sát. Mình tập trung cho làm cái món tekamiso tương đối nhiều vì khách ăn quen tekamiso. Đây là chảo nguyên liệu mình đã xào trước, nó đây là một chảo đã xào cái nguyên liệu xào thô sau qua. Đây nó vẫn còn màu vàng của nhu bàng, của củ trắng của củ sen và màu đỏ của cà rốt. Và đây là một chảo nguyên liệu mình gần được thành phẩm rồi các bạn ạ. Mùi đã rất là thơm, ngọt của dầu vừng, của miso, của gừng, của nhu bàng, cà rốt và của sen.
nên là mèo mè nhà mình bé rất thích nằm cạnh bếp để ngửi, để ngửi cái hơi nóng, để hưởng cái hơi nóng và ngửi cái mùi thức ăn từ những đồ chay dưỡng sinh. Thực ra làm cái tecamiso này cũng không mấy khó, chỉ quan trọng là bạn có kiếm đủ các nguyên liệu để mà làm hay không, và có đủ thời gian kiên nhẫn để làm hay không. Vì đối với mình á, có khách hàng phản ánh cho biết là khi mà sử dụng cái tecamiso đều á, thì sức khỏe nó rất là tăng, các bệnh được giảm. Vì cái tác dụng của cái tecamiso là nó bổ sung cho cái nguồn đạm thực vật rất là dồi dào, nó có trong tương miso, và nó có cái nguồn iốt tự nhiên làm dương hóa cơ thể, chống mệt mỏi, cải thiện cái chất lượng của máu, vì nó đây là một thức ăn rất là kiềm. Vì vậy thì đối với lại cái món ăn này á, nó tốt cho mọi đối tượng, đặc biệt là cho những người ăn chay, trẻ em, người ốm yếu, và phụ nữ khi mà sinh em bé á, thì nó dùng cái thức ăn này á, nó tạo sữa rất là tốt. Đấy. Thực ra thì rất nhiều người muốn làm nhưng mà hỏi mình thì mình không có cái điều kiện để mà hướng dẫn, có thời gian để hướng dẫn trực tiếp, thì mình làm cái video này chia sẻ cho các bạn thấy cái việc làm tecamiso không hề có khó khăn. Nếu các bạn có đủ nguyên liệu, các bạn hãy thử làm món tecamiso cho chính các bạn để tự thưởng cho mình và mời người thân cùng dùng nhé.